thức dậy, con gái. Tới giờ dậy để đi học rồi. Xa gương buổi sáng xem nào. Trời, có mống. Chứ rồi không được rồi, mình phải nặng nó ra mới được. Đã nặng xong. Thì sao?
không mấy bạn? Ừ, con đây là của mình nè. Ừ, con đây là của mình. Wow, ngon quá à. Ê, tụi mình chụp hình lại post đăng story đi. Ok, để mình chụp mình đăng cho. Ok, ngon quá, để mình tag mấy bạn vô nha. Yay. Con trai. Ê, muốn ăn trưa không? Ồ, đi đi, trời tôi đói lắm luôn rồi đó. Ê, muốn chụp rổ miếng không? Ok, quất luôn. Ai cần ăn trưa? Tới giờ làm bài tập về nha. Con gái. À, hôm nay làm bài tập nhiều quá, mình phải làm mới được. Hay da, cuối cùng mình cũng đã xong rồi. Vậy là mình cũng đã chuẩn bị đi ngủ rồi, mình đi ngủ thôi. Con trai. Trời, cái phim này mắc cười thiệt luôn á. Ủa, thế rồi, ủa nào mình có phải làm bài tập không ta? Ờ ha, quên mất, mình đâu có chép đâu. Thằng Alan chép mà, với lại thầy cũng chả bao giờ kiểm tra nữa. Thôi, coi đá banh thôi nào. Yeah, Việt Nam cố lên. Woo, Việt Nam, Việt Nam. Buồn ngủ. Thôi, ngủ luôn.